Mời tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ sẽ báo cáo một cái bài về vấn đề liên quan đến bệnh lớn tuổi, đái tháo đường và tăng áp. Một lần nữa các bạn sẽ thấy những yếu tố đi kèm mà nó ảnh hưởng đến quyết định điều trị của người bác sĩ lâm sàng. Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ. Dạ vâng, cảm ơn cô Hoa. Dạ kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Trong Khoa, phó giáo sư Đức cũng như là tiến sĩ Vũ cùng toàn thể quý thầy cô với các bạn đồng nghiệp. Thì tiếp theo cái bài của cô Hoa, trong một phần chúng ta nghe cô cũng nhắc tới cái đối tượng lớn tuổi, sao chúng ta thấy là nó cũng có những cái lựa chọn chúng ta cần lưu ý cho bệnh nhân lớn tuổi. Thì đối với bài của tôi thì trên cái đối tượng bệnh nhân đái tháo đường kèm theo tăng huyết áp thì bệnh nhân lớn tuổi chúng ta cũng có những cái lựa chọn làm sao cho thuận tiện trong thực hành lâm sàng của chúng ta. Đó là cái chủ đề mà hôm nay tôi trao đổi với quý đồng nghiệp. Trước hết chúng ta cùng quay lại cái dịch tễ trên cái đối tượng bệnh nhân cao tuổi về vấn đề bệnh lý tim mạch và chuyển hóa. Chúng ta đã biết rằng lớn tuổi chúng ta thấy theo tự tích tụ tuổi hay tình trạng lão hóa thì có những cái thay đổi chúng ta thấy về mặt hoạt động chức năng, về hoạt động sinh lý, cộng với những ta thấy là những cái thay đổi về vấn đề chuyển hóa, những vấn đề về yếu tố về gen. Chúng ta thấy trên những bệnh nhân lớn tuổi thì hay kèm theo những cái rối loạn là khác đi theo, đó là tăng huyết áp, đó là rối loạn lipid máu, đó là các cái bệnh lý về tim mạch trên cái cơ địa bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy trên cái cơ sở đó chúng ta thấy một cái phân tích dịch tễ tại Hawaii, chúng ta thấy ở đối tượng bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên với hơn 800.000 bệnh nhân. Trong đây chúng ta cùng theo cái biểu đồ ở đây. Đây là vấn đề tuổi, chúng ta thấy liên quan tới bốn cái nhóm yếu tố nguy cơ. Và chúng ta thấy rằng cái đường mà tăng đột ngột cao sau càng theo tuổi, đặc biệt là trên 60 65 tuổi ở đây, là trên những bệnh nhân đái tháo đường chúng ta thấy có kèm theo tăng huyết áp, có kèm theo rối loạn lipid máu. Thì càng lớn tuổi thì cái tỷ lệ bệnh nhân bị các cái bệnh lý phối hợp này nó càng tăng. Và nếu như bệnh nhân có bệnh lý tim mạch kèm theo nữa, chúng ta thấy là cái đường màu chữ thập ở đây thì càng lớn tuổi tỷ lệ cũng sẽ càng gia tăng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng sự tích tụ tuổi, tình trạng lão hóa sẽ kèm theo cái sự gia tăng rất nhanh chóng các bệnh lý về chuyển hóa, đó là đái tháo đường, đó là rối loạn lipid máu, các bệnh lý về tim mạch, đó là vấn đề tăng huyết áp. Thì như vậy thực tế tại Việt Nam của chúng ta trong một cái chương trình JAT ở đây, khi phân tích subgroup trên những đối tượng bệnh nhân của người Việt Nam thì khoảng 70% những bệnh nhân đái tháo đường dù là khởi phát trẻ hay khởi phát sớm hoặc khởi phát muộn thì cũng kèm theo những cái rối loạn về mặt chuyển hóa khác, như là rối loạn lipid máu, như là béo phì hoặc là vấn đề tăng huyết áp. Điều đó cho thấy cái tính phổ biến của cái việc phối hợp giữa vấn đề chuyển hóa và vấn đề bệnh lý về tim mạch. Thế về việc chúng ta kiểm soát một bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta thấy trên cái nguyên tắc là chúng ta kiểm soát đa yếu tố. Như vậy việc kiểm soát như vậy có mang lại lợi ích gì hay không? Thì đây là cái công trình nghiên cứu Steno 2. Trong công trình nghiên cứu này họ đưa ra cái vấn đề là nếu như chúng ta kiểm soát tích cực các cái yếu tố nguy cơ, chúng ta như đái tháo đường, chúng ta đưa A1C xuống dưới 6.5%, cholesterol toàn phần dưới 175 mg/trăm, trong đó triglyceride dưới 150 mg/trăm, huyết áp chúng ta đưa xuống 130/80 mét thủy ngân. Thì trong công trình nghiên cứu này họ theo dõi giai đoạn đầu là 7,8 năm thì cho thấy việc khi chúng ta kiểm soát tích cực các yếu tố nguy cơ, chúng ta giảm được các cái biến cố về tim mạch, trong đó có tử vong tim mạch, có nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, chúng ta thấy là không tử vong nhiều hơn trong cái nhóm kiểm soát tích cực so với những trường hợp chúng ta kiểm soát thường quy, và chúng ta thấy sự khác biệt có ý nghĩa trên phương thống kê. Sau đó chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu này họ tiếp tục theo dõi một giai đoạn nữa cho tới 13,3 năm trung bình ở đây, và kết quả cho thấy chúng ta thấy rằng là tiếp tục có lợi trong cái nhóm mà chúng ta kiểm soát tích cực các yếu tố nguy cơ. Cụ thể chúng ta thấy rằng giảm được 20% nguy cơ các biến cố tim mạch tuyệt đối, trong đó 46% tử vong do mọi nguyên nhân và 57% tử vong do vấn đề tim mạch. Tuy nhiên đó là công trình nghiên cứu Steno 2, nhưng thực tế thì như thế nào? Thực tế việc chúng ta đạt được cái mục tiêu kiểm soát đa yếu tố nguy cơ còn rất thấp. Đây là một cái báo cáo chúng ta thấy tại các cái nước châu Á của chúng ta, trong đó có Việt Nam. Thì chúng ta thấy là việc chúng ta kiểm soát được một yếu tố nguy cơ theo cái khuyến cáo đạt được đích, hoặc là ít nhất hai yếu tố nguy cơ, và thậm chí chúng ta thấy ba yếu tố nguy cơ ở đây, chúng ta thấy trên bệnh nhân đái tháo đường dù là khởi phát sớm hay khởi phát trễ, chúng ta thấy tỷ lệ rất thấp, không vượt quá cái con số 20%. Điều đó đặt ra vấn đề như vậy, tại sao lại chúng ta thấy rằng là cái lợi ích nó lại như vậy, nhưng thực tế trên lâm sàng chúng ta đạt được cái vấn đề kiểm soát các yếu tố nguy cơ mục tiêu lại thấp là như vậy. Một trong những nguyên nhân người ta thấy rằng đó là vấn đề không tuân thủ điều trị. Đây là một cái phân tích chúng ta thấy rằng là hồi cứu, họ phân tích 6 cái bệnh chúng ta thấy rằng là mãn tính, trong đó có đái tháo đường, có cao huyết áp, có rối loạn lipid máu, có những bệnh lý về xương, bệnh lý về chúng ta thấy rằng là bàng quang tăng hoạt vân vân ở đây.
Thì trong cái phân tích này họ ghi nhận tại thời điểm chúng ta thấy rằng là 90 ngày thì khoảng 30% bệnh nhân ngưng thuốc sau điều trị, và cái vấn đề bệnh nhân ngưng thuốc bỏ trị liệu tức là không tuân thủ điều trị tiếp tục chúng ta thấy còn tăng theo thời gian. Điều đó là một trong những cái nguyên nhân chúng ta thấy rằng là tại sao mặc dù chúng ta thấy rằng lợi ích trong vấn đề kiểm soát đa yếu tố nguy cơ đã được chứng minh, nhưng thực tế chúng ta thấy rằng là bệnh nhân bỏ thuốc chiếm một tỷ lệ khá lớn. Cụ thể chúng ta thấy trên bệnh nhân đái tháo đường, nếu như bệnh nhân uống thuốc điều trị hạ đường huyết đây 53%, chúng ta thấy ở đây bệnh nhân và chúng ta thấy rằng là tuân thủ sau thời gian 6 tháng. Điều đó cho thấy rằng chúng ta cần phải có những cái chiến lược, những cái biện pháp làm sao đó để tăng được cái tuân thủ điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trên bệnh nhân cao tuổi. Vì sao vậy? Chúng ta thấy trên bệnh nhân cao tuổi, đây là một cái phân tích cắt ngang tại Tây Ban Nha tại 50 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, cũng cho thấy cả nam cả nữ của chúng ta thấy họ so sánh giữa đối tượng trên 65 tuổi và trên 80 tuổi ở đây, thì bệnh nhân càng lớn tuổi chúng ta thấy rằng cái số bệnh mắc đi kèm nó càng tăng. Chúng ta thấy 7, 8 và 7, 7 ở đây. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là bệnh nhân càng lớn tuổi thì cái số viên thuốc bệnh nhân điều trị cũng sẽ càng tăng. Chúng ta thấy ở đây là trung vị là 4 ở cái đối tượng trên 65 tuổi, nhưng 6 đối với trên 80 tuổi, và nam chúng ta thấy cũng tương tự như vậy. Như vậy việc bệnh nhân có nhiều bệnh đồng mắc, chúng ta thấy thì đương nhiên một cách đơn giản chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân sẽ phải uống nhiều thuốc, và việc uống nhiều viên thuốc như vậy nó có ảnh hưởng gì tới vấn đề tuân thủ điều trị hay không. Thì một cái công trình nghiên cứu họ cũng cho thấy nếu như chúng ta sử dụng một cái phác đồ điều trị khá phức tạp đây, một là cái số lần chúng ta sử dụng thuốc nhiều lần trong ngày, thí dụ chúng ta thấy rằng 2 lần, 3 lần hay 4 lần trong ngày, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị ở đây so với vấn đề chúng ta chỉ sử dụng thuốc một lần trong ngày thôi thì nó thấp hơn so với vấn đề chúng ta sử dụng phác đồ đơn giản ngày chúng ta sử dụng một lần. Và hơn nữa, nếu như chúng ta sử dụng càng nhiều viên thuốc trong một ngày như vậy, ở đây họ cũng phân tích như vậy, chúng ta thấy bệnh nhân sử dụng, chúng ta thấy rằng là 1 thuốc, 2 thuốc, từ 3 thuốc trở lên hoặc từ 6 thuốc trở lên, thì số lượng viên thuốc uống trong ngày càng nhiều thì cái sự tuân thủ điều trị chúng ta thấy càng giảm. Như vậy chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh đồng mắc đi kèm, số lượng viên thuốc chúng ta sử dụng càng nhiều thì cái sự tuân thủ điều trị càng kém, và như vậy việc chúng ta đạt được các cái đích điều trị trong vấn đề kiểm soát các yếu tố nguy cơ về mặt chuyển hóa, về mặt tim mạch cũng sẽ giảm, nghĩa rằng chúng ta thấy rằng cái nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch hay tử vong tim mạch cũng sẽ gia tăng. Chính vì thế chúng ta thấy trong một trong những cái chiến lược mà người ta đưa ra để làm sao chúng ta tăng được cái sự tuân thủ điều trị cho bệnh nhân là có nhiều yếu tố liên quan đến bệnh nhân, liên quan đến thầy thuốc, liên quan đến tình trạng kinh tế xã hội cũng như là cái hệ thống chăm sóc sức khỏe. Thì trong một trong những cái yếu tố đó thì chúng ta thấy rằng là cái phác đồ chúng ta điều trị cho bệnh nhân, chúng ta thấy rằng là chọn phác đồ càng đơn giản, chúng ta thấy rằng là cái sự tuân trị sẽ càng tăng. Trong đó chúng ta thấy rằng chúng ta lựa chọn thuốc sử dụng ngày một lần hoặc sử dụng các cái thuốc chúng ta thấy kết hợp nhiều thuốc thành một viên thì chúng ta sẽ tăng cái thuốc điều trị cho bệnh nhân. Trên cái cơ sở cái quan niệm như vậy, chúng ta thấy đối với bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào để chúng ta đạt được một cái mục tiêu điều trị. Thì đây là cái khuyến cáo của ADA chúng ta thấy 2020 trong vấn đề chăm sóc. Chúng ta thấy một bệnh nhân đái tháo đường type 2, chúng ta thấy cái mục tiêu của vấn đề điều trị đái tháo đường type 2 là chúng ta thấy ngăn ngừa các cái biến chứng, ở đây các biến chứng liên quan đến biến chứng tim mạch, biến chứng liên quan đến tăng giảm đường huyết, cũng như là tối ưu hóa cái chất lượng sống cho bệnh nhân qua việc chúng ta thấy tiếp cận một loạt các cái biểu đồ, cái quy trình chúng ta thấy từ việc đánh giá đặc điểm của bệnh nhân tới vấn đề chúng ta thấy rằng là chúng ta xem xét các yếu tố đặc biệt để chúng ta lựa chọn một cái phác đồ cho phù hợp với cái cá thể bệnh nhân mà chúng ta điều trị. Từ đó chúng ta đưa ra một cái phác đồ và chúng ta thấy rằng có một cái sự đồng thuận chúng ta thấy ở đây giữa bệnh nhân với bác sĩ, và chúng ta cũng phải đánh giá và theo dõi bệnh nhân trong khi mà chúng ta lên kế hoạch và chúng ta lập điều trị cho bệnh nhân. Thì cụ thể chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu chúng ta kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch cho một bệnh nhân đái tháo đường type 2. Đối với tăng huyết áp, chúng ta thấy rằng huyết áp đích chúng ta đưa xuống dưới 140/90 mmHg thủy ngân. Chúng ta cũng kiểm soát rối loạn lipid máu qua việc chúng ta giảm LDL cholesterol. Thì việc chúng ta giảm LDL cholesterol dưới 100, dưới 70, dưới 55 hay là dưới 40 mg/100 tùy thuộc vào chúng ta đánh giá cái nguy cơ tim mạch của bệnh nhân đái tháo đường là nguy cơ thấp, trung bình, nguy cơ cao hay là rất cao để chúng ta lựa chọn cái mức độ hay là cái điểm cắt LDL cho phù hợp. Chúng ta phải khuyến khích bệnh nhân, chúng ta thấy rằng là ngưng hút thuốc lá, điều chỉnh lối sống, trong đó có chế độ ăn, có hoạt động thể lực, có những thói quen chúng ta thấy ở đây là
làm sao chúng ta giảm được cân nặng nữa. Thì chúng ta thấy cái mục tiêu giảm cân nặng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 là chúng ta giảm được ít nhất 5% chúng ta thấy so với cân nặng ban đầu. Và đương nhiên một trong những cái mục tiêu chúng ta cũng không thể thiếu được đó là kiểm soát đường huyết. Thì chúng ta thấy nhìn chung thì cái HB1C chúng ta nên đưa về chúng ta thấy là khoảng 7% cho dân số chung bị đái tháo đường như vậy. Như vậy quay lại cái mục tiêu cái bài ngày hôm nay, trên một bệnh nhân chúng ta thấy là đái tháo đường kèm theo tăng huyết áp và lớn tuổi, thì cái huyết áp theo cái khuyến cáo của OSC 2018, tức là cái phiên bản mới nhất cho tới bây giờ của OSC, thì chúng ta đưa tới ở cái mức độ nào, thì chúng ta thấy ở đây thì khuyến cáo huyết áp tông thu vẫn là dưới 140 ml thủy ngân. Tuy nhiên chúng ta có thể đưa xuống chúng ta thấy dưới 130 ml thủy ngân nếu như bệnh nhân dung nạp được ở bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên. Huyết áp tâm trương cũng từ 80 cho đến 70 dưới cái mức này đối với bệnh nhân chúng ta thấy rằng là từ 65 tuổi trở lên. Và thực tế chúng ta thấy rằng trên một bệnh nhân đái tháo đường mà tăng huyết áp, để chúng ta đạt được cái huyết áp mục tiêu như vậy thì phần lớn chúng ta thấy bệnh nhân phải sử dụng ít nhất là hai thứ thuốc ở đây. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái số lượng viên thuốc của chúng ta sẽ tăng lên. Và chính vì thế trong cái khuyến cáo chúng ta thấy rằng là chúng ta nên sử dụng cái viên phối hợp. Và đây chúng ta thấy rằng là việc phối hợp ngay từ đầu cũng được khuyến cáo bởi cái hội đái tháo đường Hoa Kỳ. Chúng ta thấy ở đây trên một bệnh nhân huyết áp ban đầu mà từ 160 trên 100 ml thủy ngân thì khuyến cáo chúng ta nên phối hợp hai thuốc điều trị hạ áp ngay từ đầu. Ngoại trừ chúng ta thấy huyết áp bệnh nhân thấp hơn thì chúng ta có thể sử dụng một thuốc bên cạnh chúng ta điều chỉnh lối sống. Đối với khuyến cáo ADA thì họ chú ý thêm một cái biến chứng chúng ta thấy lên thận qua vấn đề chúng ta đánh giá cái tiểu albumin niệu ở đây. Nếu như có thì chúng ta thấy rằng là khuyến cáo nên sử dụng ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, và chúng ta phối hợp với một cái thuốc nhóm thuốc còn lại là ức chế cân canxi hoặc lợi tiểu. Còn nếu như bệnh nhân không có tiểu đạm thì chúng ta có thể phối hợp hai trong ba cái nhóm thuốc này. Và OSC 2018 thì họ đưa ra một cái khuyến cáo cụ thể hơn là chúng ta cũng phối hợp sớm hai trong ba cái nhóm thuốc này, đặc biệt cho bệnh nhân đái tháo đường vẫn khuyến cáo là ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, và cũng nên sử dụng một viên phối hợp ngay từ đầu để chúng ta điều trị cho bệnh nhân, để đơn giản hóa cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Còn đối với thuốc điều trị hạ đường huyết thì như thế nào, chúng ta thấy rằng là cái nguyên tắc tiếp cận điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 cũng là cá thể hóa. Tuy nhiên trong khuyến cáo của ADA 2020 chúng ta thấy ở đây cái lựa chọn đầu tiên chúng ta thấy rằng là vẫn là chúng ta thấy rằng là thuốc uống vẫn là metformin, bên cạnh chúng ta thấy rằng là điều chỉnh lối sống cho bệnh nhân. Nhưng cái tiếp cận chúng ta thấy quan trọng trong cái khuyến cáo này là chúng ta cần phải đánh giá nguy cơ tim mạch bệnh nhân cũng như các bệnh lý tim mạch do sơ vữa, hoặc bệnh nhân có bệnh tận mãn hay không, hoặc bệnh nhân có suy tim hay không, để chúng ta ưu tiên lựa chọn các cái nhóm thuốc đã được chứng minh là cải thiện các cái kết cục tim mạch cho bệnh nhân. Trong đó có cái nhóm chúng ta thấy rằng là đồng vận, chúng ta thấy GLP-1 hoặc là ức chế thụ thể, ức chế cân đồng vận sodium gluco tại thận, là hai cái nhóm thuốc chúng ta thấy rằng được ưu tiên lựa chọn cho những cái nhóm đối tượng này. Còn lại nếu như bệnh nhân không có các cái vấn đề về vấn đề nguy cơ, vấn đề bệnh lý về tim mạch, thì chúng ta thấy việc chúng ta lựa chọn các cái nhóm thuốc khác thì chúng ta cũng cần, chúng ta thấy dựa vào cái mục tiêu của A1C chúng ta cần đạt, dựa vào cái nguy cơ bệnh nhân hạ đường huyết, hoặc là chúng ta thấy rằng về vấn đề cân nặng, về vấn đề kinh tế của bệnh nhân, để chúng ta lựa chọn các cái thuốc cho phù hợp. Thì nói về cái mục tiêu của A1C, chúng ta thấy tùy thuộc vào mức độ ban đầu chúng ta có thể đơn trị liệu. Chúng ta thấy trong cái đơn trị liệu nếu HB1C chúng ta dưới 7,5%, chúng ta có thể khởi đầu bằng metformin, có thể khởi đầu bằng chúng ta thấy GLP-1 hoặc là SGLT2 ở đây, ức chế ở đây, hoặc chúng ta cũng thể là DPP-4 ở đây, đều là những cái nhóm thuốc mà chúng ta có thể lựa chọn là đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái gạch màu xanh nó càng dài, tức là cái mức độ chứng cứ nó càng nhiều, và khi chúng ta thấy không đạt được cái đơn trị liệu như vậy, chúng ta thấy chúng ta có thể phối hợp thêm một cái thuốc thứ hai, hoặc như chúng ta thấy A1C bệnh nhân mà trên 7,5% cho tới 9% thì chúng ta có thể điều trị kép ngay từ đầu ở đây. Thì trong đó chúng ta vẫn có thể lựa chọn phối hợp metformin đối với là GLP-1 hoặc là SGLT2, ức chế SGLT2 hoặc đi ức chế DPP-4 ở đây, hoặc những cái nhóm thuốc khác tùy thuộc vào như chúng ta đánh giá các cái yếu tố như tôi đã trình bày ở trên. Và thường thì chúng ta thấy sau 3 tháng chúng ta sẽ đánh giá lại để chúng ta có đạt được cái mục tiêu của A1C không, để chúng ta có thể phối hợp thêm với một cái thuốc thứ ba. Còn nếu như HB1C của chúng ta cao quá ngay từ đầu trên 9% thì có lẽ chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ điều trị tích
tích cực hơn, trong đó insulin tim insulin tim là một trong những cái thuốc được đặt ra trong những cái bối cảnh như vậy. Vậy thực tế thì như thế nào? Thực tế đây là một cái công trình nghiên cứu hoặc tổng kết lại, chúng ta thấy ở đây thì trong cái công trình này khoảng hơn 10.000 bệnh nhân, họ đánh giá cái A1C của bệnh nhân trung bình là 8,5%. Thì trên những cái đối tượng bệnh nhân này, nếu xét theo cái chỉ số A1C thì chúng ta thấy rằng là phần lớn bệnh nhân, chúng ta thấy ít nhất 50% bệnh nhân là tiểu đường, đái tháo đường type 2, là có chỉ định chúng ta kết hợp thuốc sớm ngay từ đầu, tức là cái phác đồ phối hợp sớm ngay từ đầu mà chúng ta thấy là không đi qua từng bước đơn trị liệu rồi mới chúng ta thấy là mới là phối hợp thêm cái thuốc thứ hai. Như vậy việc chúng ta phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu trong vấn đề hạ đường huyết, chúng ta có những cái lợi điểm gì? Thứ nhất, chúng ta nhanh chóng chúng ta có thể đạt được cái đích đường huyết mà nhìn như chúng ta đã đặt ra. Cái thứ hai, một trong những cái mà tôi thấy trong cái bàn luận này là chúng ta có thể chống được cái sự trì trệ của bác sĩ của chúng ta. Và thực sự chúng ta thấy rằng là bác sĩ của chúng ta khi chúng ta đi từng bước chúng ta theo dõi bệnh nhân để chúng ta thay đổi cái chiến lược điều trị về vấn đề tăng liều thuốc, về vấn đề phối hợp thuốc, thường nó rất là chậm trễ nếu mà chúng ta đi theo từng bước như vậy. Và một cái quan trọng nữa là chúng ta có thể dự trữ được cái chức năng của tế bào beta. Chúng ta thấy việc chúng ta phối hợp các cái thuốc với các cơ chế khác nhau để chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể giảm được cái sự kích thích quá mức cái tế bào beta còn lại trong vấn đề là tiết insulin. Như vậy chúng ta có thể dự trữ được phần nào cái chức năng của tế bào beta. Tuy nhiên cũng có cái quan niệm phản chống lại trong vấn đề chúng ta điều trị sớm ngay từ đầu. Vì chúng ta thấy rằng là điều trị đái tháo đường là chúng ta cá thể hóa, chúng ta thấy. Và đương nhiên chúng ta thấy một bệnh nhân đái tháo đường có thể kèm theo rất nhiều những bệnh lý khác đi kèm như vậy. Như vậy việc chúng ta phối hợp nhiều thuốc ngay từ đầu, đặc biệt cho bệnh nhân lớn tuổi, chúng ta có thể đưa đến những cái nguy cơ của vấn đề chúng ta điều trị mạnh ngay từ đầu, trong đó có cái nguy cơ bệnh nhân có thể hạ đường huyết khi mà chúng ta điều trị cho những bệnh nhân như vậy. Nhưng thực sự chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta phối hợp sớm ngay từ đầu trong một cái công trình nghiên cứu đây, chúng ta thấy ở đây mặc dù số lượng bệnh nhân không lớn, họ phối hợp ba cái thuốc điều trị hạ đường huyết sớm ngay từ đầu so với việc chúng ta thấy là tăng thuốc từ từ lên. Và khi họ theo dõi A1C, chúng ta thấy rằng là trong vòng 24 tháng thì rõ ràng trong cái nhóm mà chúng ta điều trị, chúng ta thấy sớm ngay từ đầu thì chúng ta đạt được cái A1C theo mục tiêu sớm hơn và tiếp tục duy trì, chúng ta thấy kéo dài trong vòng 24 tháng khi mà chúng ta theo dõi như vậy. Và như tôi nói ở trên, bệnh nhân lớn tuổi, bệnh phối hợp đi kèm nhiều, số lượng viên thuốc sử dụng nhiều. Thế như vậy việc chúng ta phối hợp thuốc thì chúng ta thấy một trong những cái khuyến cáo là chúng ta sử dụng cái viên thuốc phối hợp với liều cố định. Lợi ích của cái phối hợp này với liều cố định nó có những lợi ích gì? Thì chúng ta thấy một cách rất là đơn giản là bệnh nhân dễ uống hơn. Thay vì bệnh nhân uống 2 viên, 4 viên, 6 viên hay 8 viên thuốc, bệnh nhân có thể uống giảm đi một nửa nếu chúng ta phối hợp 2 viên trong một, hoặc thậm chí ít hơn nếu chúng ta 3 viên trong một như vậy. Và hơn nữa chúng ta có thể có những cái tác động hiệp đồng khi mà chúng ta phối hợp các cái thuốc với các cơ chế khác nhau, và bệnh nhân có thể dung nạp tốt hơn vì chúng ta sử dụng mỗi thuốc với cái liều thấp khi chúng ta phối hợp như vậy. Đứng về phương diện kinh tế, chúng ta thấy vẫn có thể có vấn đề kinh tế khi chúng ta dùng một viên phối hợp như vậy. Và về mặt tâm lý, chúng ta thấy bệnh nhân cảm thấy bệnh nhân uống ít thuốc hơn, có lẽ bệnh nhân chúng ta thấy là thuyên giảm hơn, nhẹ nhàng hơn khi bệnh nhân phải uống mỗi ngày cả 10, 12, thậm chí là tới 15 viên thuốc trong một bệnh nhân mỗi ngày như vậy. Thực chúng ta thấy rằng một cái phân tích gộp về vấn đề khi chúng ta sử dụng một cái viên phối hợp với liều cố định ở đây trong vấn đề giảm được A1C, thì nếu chúng ta sử dụng, chúng ta thấy viên phối hợp liều cố định như vậy, chúng ta giảm được A1C nhiều hơn so với việc chúng ta cũng phối hợp nhưng mà chúng ta sử dụng riêng lẻ từng viên. Vì chúng ta thấy rằng cái sự tuân trị thì chúng ta thấy chúng ta đạt được một cái sự cải thiện về HbA1c ổn định và duy trì hơn so với chúng ta thấy bệnh nhân không tuân trị. Thực sự chúng ta thấy rằng đánh giá về hiệu quả và an toàn của việc phối hợp với liều cố định này cũng có rất nhiều những cái báo cáo chúng ta thấy, và hầu hết những cái báo cáo này khi người ta phối hợp giữa metformin với một cái nhóm thuốc hạ đường huyết khác còn lại đều cho thấy vấn đề giảm được, chúng ta thấy rằng là tốt hơn cái A1C cho bệnh nhân, và chúng ta thấy là cái sự dung nạp của bệnh nhân cũng tốt hơn qua các cái công trình nghiên cứu như vậy. Và đây là một cái phân tích khi họ phối hợp, chúng ta thấy rằng là giữa một cái nhóm chúng ta thấy là ức chế, chúng ta thấy là DDP4, và một cái nhóm thứ hai là chúng ta thấy là cũng được nói rất nhiều trong những năm gần đây, đó là ức chế SGLT2 ở đây. Thì chúng ta thấy là cái đường màu đen ở đây khi chúng ta phối hợp ba thuốc, chúng ta thấy rằng ở đây là sasagliptin, dapagliflozin và metformin, và chúng ta thấy rằng cái màu xám ở đây là chúng ta phối hợp mà xám hoặc màu trắng phối hợp hai trong ba cái thuốc, tức là cộng với thuốc thứ ba ở đây, tức là cái giả dược. Thì chúng ta thấy rằng là trên họ đánh giá về vấn đề là cải thiện hay là vấn đề bảo bảo
giữ 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 tồn được, giữ trữ được cái chức năng của cái tế bào tuyến tụy qua cái con số, qua cái thông số là HOMA 2 beta ở đây. Thì chúng ta thấy rằng là việc chúng ta phối hợp sớm ngay từ đầu để chúng ta thấy chúng ta giữ trữ được, chúng ta thấy rằng là cái chức năng tế bào qua cái thông số này nó cải thiện lớn hơn so với việc chúng ta chỉ phối hợp hai nhóm thuốc mà thôi. Và một cái thông số khác họ đánh giá qua cái C-peptide, tỷ lệ giữa C-peptide với insulin, chúng ta thấy ở đây cũng như là chúng ta thấy rằng ở đây trong cái tỷ lệ chúng ta thấy là tại thời điểm cơ bản chúng ta thấy trong ba cái phối hợp này thì tương tự nhau, nhưng chúng ta thấy tại thời điểm 24 tuần thì chúng ta thấy ở đây trong cái nhóm mà chúng ta phối hợp chúng ta thấy là giữa cái nhóm là DDP4 ức chế DDP4 cũng như là ức chế AGT2 ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ giữa là C-peptide với insulin chúng ta thấy rằng là thấp hơn, nghĩa rằng là chúng ta dự trữ được, chúng ta thấy rằng là cái chức năng của tế bào beta tốt hơn khi chúng ta phối hợp sớm hai cái nhóm thuốc ngay từ đầu. Và một câu hỏi đặt ra khi chúng ta phối hợp cố định như vậy thì cái tương đương sinh học nó có hay không, nó có tương đương với việc chúng ta phối hợp từng thuốc hay không, thì họ cũng có một cái công trình nghiên cứu gần đây khi họ phối hợp giữa sasagliptin với dapagliflozin, chúng ta thấy ở hai cái liều khác nhau mà 2,5 năm với là 50 mg, so sánh việc chúng ta thấy rằng là phối hợp riêng lẻ với nhau thì các cái thông số để đánh giá cái sự tương đương sinh học chúng ta thấy đều tương đương giữa việc chúng ta sử dụng một cái viên phối hợp liều cố định với các cái viên riêng lẻ cho bệnh nhân. Và quả thực chúng ta thấy trong cái việc phối hợp giữa cái nhóm ức chế SGLT2 với là ức chế DPP4 ở đây thì chúng ta thấy rằng là so với đơn lẻ chúng ta cũng giảm được, chúng ta thấy HB1C tại 24 tuần chúng ta thấy tốt hơn, chúng ta thấy có ý nghĩa trên phương diện thống kê, và chúng ta thấy ở cả hai cái liều khác nhau khi chúng ta, và thậm chí khi chúng ta phối hợp thêm với metformin nữa thì chúng ta thấy chúng ta cũng gì cải thiện được cái nồng độ A1C nhiều hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với việc chúng ta phối hợp riêng lẻ. Và việc chúng ta phối hợp như vậy chúng ta có an toàn hay không thì đây cũng là một cái công trình nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên pha 3 trên những đối tượng bệnh nhân có A1C trên 8% và được bệnh nhân phối hợp sớm ngay từ đầu metformin với một cái thuốc ức chế DPP4 ở đây là sasagliptin ở đây. Thì khi họ so sánh giữa hai nhóm là phối hợp và cái nhóm sử dụng metformin thôi thì trên những cái yếu tố về dung nạp tại thời điểm 6 tháng, tức là tỷ lệ bệnh nhân ngưng thuốc, tỷ lệ bệnh nhân hạ đường huyết hay là tăng cân hay là các biến cố ngoại ý khác thì chúng ta thấy đều tương tự giữa hai cái phác đồ là phối hợp sớm ngay từ đầu so với cái phác đồ chúng ta sử dụng đơn trị liệu, đây đó là metformin. Và chúng ta thấy khi chúng ta sử dụng một cái viên cố định như vậy thì chúng ta cũng tăng được cái sự tuân thủ điều trị cho bệnh nhân. Chúng ta thấy ở đây là 86% trong cái nhóm phối hợp sớm ngay từ đầu so với 61% trên cái nhóm mà chúng ta sử dụng các cái viên riêng lẻ với nhau. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta tăng được cái sự tuân thủ điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ kiểm soát tốt hơn A1C, chúng ta giảm được nguy cơ bệnh nhân viện vì các cái biến cố liên quan đến sự tăng đường huyết quá mức hay giảm đường huyết, cũng như là chúng ta thấy giảm được cái chi phí chăm sóc cho bệnh nhân. Quả thực chúng ta thấy một cái công trình nghiên cứu khác khi họ đánh giá theo dõi 12 tháng trên những bệnh nhân về tim mạch. Trên cái nhóm bệnh nhân chúng ta thấy là sử dụng nhiều viên thuốc như chúng ta đang sử dụng trong một số bệnh nhân so với việc chúng ta sử dụng một cái viên với liều cố định. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái công trình nghiên cứu tại Mỹ, chúng ta thấy rằng là cái chi phí điều trị tại 12 tháng khi chúng ta sử dụng kết hợp một viên cố định thì nó thấp hơn một cách ý nghĩa so với việc chúng ta sử dụng các cái thành phần riêng lẻ. Như vậy chúng ta thấy rằng trên một bệnh nhân lớn tuổi, số bệnh đi kèm tăng rồi số lượng thuốc sử dụng thì chúng ta thấy việc chúng ta đơn giản hóa cái phác đồ điều trị, trong đó chúng ta sử dụng viên phối hợp, chúng ta thấy với một cái viên liều cố định như vậy thì chúng ta thấy có những cái lợi ích rõ ràng cho những cái đối tượng bệnh nhân này. Như vậy để kết luận cái bài này tôi xin nhắc lại một vài cái điểm chính. Thứ nhất, bệnh nhân đái tháo đường type 2, đặc biệt là bệnh nhân cao tuổi thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân có kèm theo các cái yếu tố nguy cơ hoặc các cái bệnh lý tim mạch khác chúng ta thấy là chiếm tỷ lệ rất là cao. Và khi chúng ta tiếp cận điều trị một bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì chúng ta cần phải kiểm soát toàn diện, trong đó chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch, trong đó có tăng huyết áp, rối loạn lipid máu cũng như là các cái bệnh lý khác đi kèm, và cần cá thể hóa để chúng ta điều trị. Và một trong những cái mục tiêu quan trọng khi chúng ta điều trị một bệnh nhân đái tháo đường type 2 là chúng ta giảm các cái biến cố ít nhất, hoặc là chúng ta thấy không làm tăng cái nguy cơ biến cố tim mạch, nhưng chúng ta thấy là cái một trong những mục tiêu bây giờ là chúng ta sẽ giảm được các biến cố tim mạch, bên cạnh chúng ta kiểm soát tốt đường huyết và cái sự an toàn cho bệnh nhân. Thì như vậy chúng ta thấy cái chiến lược chúng ta phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu với việc chúng ta lựa chọn cái liều cố định trong vấn đề kiểm soát tăng huyết áp, trong vấn đề kiểm soát đường huyết sẽ giúp chúng ta gì, giúp cho bệnh nhân tăng thủ điều trị, chúng ta thấy giảm các cái biến cố bất lợi, và chúng ta thấy chúng ta kiểm soát đường huyết cũng như là huyết áp tốt hơn, từ đó chúng ta thấy rằng là sẽ tăng cái sự tuân thủ thuận lợi cho bệnh nhân, đặc biệt
bệnh nhân cao tuổi của chúng ta. Thì cái phần trình bày của tôi tới đây.